Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti yam bi ma yam phan te vi sung vi sung rakhanatha yati sarane na sahapan chasila nidya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Phần thứ nhì, ta ti yam bi ma yam phan te vi sung rakhanatha yati sarane na sahapan chasila nidya chama. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Thần thứ ba, nam mô Bụt Thầy Nhã, nam mô Tham Mai Nhã, nam mô Sang Thầy Nhã. Trước tiên kính lễ chư tôn trên đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào quý chân ngộ, sư Hồng Nhật, sư Nhật Quỳnh, sư Tưởng Mộng, sư Kim Nhung, sư Trần Thư, sư Mít Ta, sư Quang Thanh, sư Niệm Từ, sư Kỳ Lâm, sư Thiền Vũ, đạo hữu Hạnh Kiểm và đạo hữu Tâm Hạnh. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gai cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sở năng gai cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng tăng sở năng gai cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam bi bụt đăng sở năng gai cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Đô ti yam bi đắc mong sở năng gai cha hà mi, con em hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Đô ti yam bi sang tăng sở năng gai cha hà mi, con em hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Ta ti yam bi bụt đăng sở năng gai cha hà mi, con em hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Ta ti yam bi đắc mong sở năng gai cha hà mi, con em hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Ta ti yam bi sang tăng sở năng gai cha hà mi, con em hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, Bụt đăng sở năng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam pi bhutang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Duttiyam pi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, Duttiyam pi sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, Tatiyam pi buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tatiyam pi dhammang saranam gacchami, xin ba vị sang khang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, tỳ saranakkhaṇaṃ nikhi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ xin vâng. Ba na ti ba ta vê ra mạt ni si kha bất đẳng sa ma yao mi
Con xin quan dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mình đi sẽ khó với đường tham gia mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cảm bề su mi cha cha ra về ra mình đi sẽ khó với đường tham gia mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mục sa hoa đa về ra mạnh đi sẽ có với đằng sa ma dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na về ra mạnh đi sẽ có với đằng sa ma dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musavada veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học và cố ý tránh xa sự nói dối. Sura merayama chapamadathana veramani sikha padang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Itmani pancha sikha badani sa dukang katoa ngapa madena ni chakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mới giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amaphante, dạ xin vâng. Sile na sugatin yonti, sile na po kasambadan, sile na niputin yonti tasman, silang uso tha yem. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng như dữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay, nhà con xin sám hối chư Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varuttamang. Uthe yo halito do so putho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi. Chí tôn chánh tội con đâu đến bảo son. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang va rang. Tam me yo khalito do so tam mo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang. Sang ghe yo khalito do so sang ho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng.
các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ngày chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sư Lạc Minh Mê Bụt Thá Sê Thô Sà Rê Bụt Tô Chá Đạc Phí Nê Hoa Mạng Sê Mộc Vá La Nô Phụ Rà Tô Bí Đạc Cá Tá Giang Bạch Chí Mê Mà Mạ A Năn Đô Kỳ Nà Sá Hoa Chá Tôn Đi Sa Sá Mạn Tà Lô Cá Bà La Chí In Đá Đê Hoa Sá Phrâm Mạ Ca Ê Tê Sá Ngà Nú Phá Vê Nà Sá Bê Phá Giao Bạch Ná Hoa A Nê Ca An Tá Rà Gia Phí Phí Nà Sán Tu A Sê Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xa lợi Phật, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên. Do lực Phật màu, hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sua thất là thô su kỳ tô vô rô nô hô vô thất sa sa nê a rô vô su kỳ tô hô y sa sắp vế nhà tí phi sa an thân lạc tham. Su kỳ tà vô rô nô hà vô thất sa sa nê a rô ga su kỳ tà hô y sa sắp vế nhà tí phi tê an thân lạc tham. Su kỳ tà vô rô nô hà vô thất sa sa nê a rô ga su kỳ tà hô thà sa sắp vế. Thị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến. Cả ơn thầy. Sa thu lần thay, nhà con xin sám hối. Con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta pang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti ta se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te Ye tang ka tang su di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan tua ni ve da yung sa pe lo kam ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng nào đã công đức chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàn nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàn quá tâm mê bu nhàng à sa quá kha yô quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc. Sa pe purati ma ya di sa ya sa ta avera sukhi hồn tu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa pe purati ma ya anudisa ya sa ta avera sukhi hồn tu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau,
hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima ya disa ya sata avara. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima ya anudisa ya sata avara sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata ta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu. Di cao thì hi samit chan tu su khi ata nang pariharan tu duha pata chani duha vaya pata chani vya kapni so ka hon tu sabbe pipa nino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành con tạo được do sự lễ bái tam bảo, và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam, cũng đã sắp đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Nếu sư rảnh tay có chiếc máy thì xin cho con một tín hiệu. Con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chị Việt Nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Âm thanh quý vị nghe rõ ha. Xà thú huỳnh chân ngộ. Có khi chúng tôi nghe nó không được trọn vẹn, tức là bị gián đoạn. Như vậy là âm thanh chúng tôi quý vị nghe rõ. Xà thú, xà thú.
hơi nhỏ ha. Chiếc nhục quyền nó hơi nhỏ. Quý vị nghe xem, chúng tôi tăng thêm âm thanh ha. 30 rồi, bây giờ lên 40 đi. Rồi, 40 chắc quý vị nghe rõ ha. Rồi, hôm nay chúng tôi sinh hoạt trong câu Phật ngôn 343. Chúng tôi xin đưa lên câu Phật ngôn để cho quý vị thấy rõ. 343. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt với câu Phật ngôn này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arahan Tathagato Lokottamo Sabbakaro Hichetthako Lokasasathai Chanadammako Vido Vanda Mahantam Narapu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói căng, tối thượng giáo chủ, kỹ năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ tát ta sa sa thu nô lô ca nam mần tha sa vi na ca lô cô sa pa nhu bút tháp bát đi phù ti san nhã tô văn đà ma hành tăng na ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như là soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, để những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang phù vi số thô su gat ta sa sa vát cô sích tha su ca mô vát ra thầm vát sích khắc cô ninh đà vát sang sa di a na đa rô vá rô văn đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thêm lo vật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân hai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che na sikha me e tuva thanang ta sa bi a lu pa we na sa ha sa ye na sa cha tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 343. Alo, bây giờ chúng ta đi vào phần tự vận ha. Ôi, như vậy nghe còn nhỏ nữa hả? Alo, quý vị nghe rõ chưa? Sao mà Sĩ Ca Nhật Quỳnh nói hôm nay chúng tôi thỏa thẻ thôi bây giờ. Chúng ta đi vào tự vận đi, chứ không rồi xíu nữa rồi hết nghe luôn ha. Có vấn đề mà chúng tôi không thể trọn vẹn với con này, mong quý vị thông cảm ha. Bây giờ đi vào tự vận câu Phật ngôn 343. Tassina Yapurakata Bacha. Câu đầu tiên, Tassina Yapurakata Kata Bacha. Tassina Yapurakata Bacha. Câu đầu tiên chúng ta có được ba từ ha. Tassina Yap là một ha, Purakata là hai, rồi Bacha là ba. Vậy thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Tassina ya do cái từ Tassina, đây là một danh từ nữ tính, karan ta ithi linga. Tassina ya được chia theo cái gì đây, chatuthi vipatti ekavachana, cho nên Tassina nó biến thành Tassina ya, có nghĩa là do ái dục. Do ái dục
Rồi, Purakhata, Purakhata. Ở đây, do cái từ khata, nó là một quá khứ phân từ của cái động từ karoti, đã được làm. Và chữ pura tức là một tiếp đầu ngữ của cái từ khata này. Đây là một quá khứ phân từ nữ tính ha, đã được đặt trước, đã được đặt trước. Rồi, bây giờ tới từ thứ ba, Purakhata là đã được đặt trước. Rồi, cái từ Bacha, đây là một danh từ nữ tính, Akrantaithilinga, và nó đứng làm chủ từ số nhiều, Bathama Bahuvachana Vipatti. Bacha có nghĩa là chúng sanh, chúng sanh. Rồi, chúng ta đến câu số 2. Parisap bành ti sát sô vá bành thi tô. Parisap bành ti sát sô vá bành thi tô. Parisap bành ti sát sô vá bành thi tô. Chữ Parisap bành ti, đây là một động từ số nhiều, do căn ngữ sáp, có nghĩa là bò. Vậy thì ở đây Parisapanti có nghĩa là di chuyển xung quanh, hay là chạy theo vòng bò, chạy theo vòng bò, hay là di chuyển xung quanh. Rồi, bây giờ cái chữ sa-sô-wa do hai chữ là sa-sô cộng với y-wa, và nếu biến thành sa-sô-wa, chữ wa ở phía sau là ví như sa-sô là con thỏ, sa-sô-wa là ví như con thỏ. Bành thi tô, bành thi tô, đây nó cũng là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà nó được đứng làm chủ các số ít, Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên bành thi tô có nghĩa là đã bị buộc trói, đã bị buộc chặt, đã bị buộc trói hay đã bị buộc chặt. Vậy thì câu số 1, câu số 2 cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Ta xin nài giáp bố lắc Kata bacha parisap bành tisato vá bành thi tô. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa là chú trọng về ái dục, chúng sanh di chuyển loanh quanh giống như con thỏ bị buộc chặt. Chú trọng về ái dục, chúng sanh di chuyển loanh quanh giống như con thỏ bị trói buộc. Ý nghĩa câu 1, câu 2 ha.
Bây giờ qua câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4. Tasma tassi nang vino daye. Tasma tassi nang vino daye. Câu số 3. Chữ tasma do đại từ tá, và đại từ tá này được chia theo xuất xứ các số ít, tức là văn chấm ý quy phát tí e câu với chẳng á, cho nên tá biến thành tasma. Tasma có nghĩa là vì thế, từ đó, do đó. Tasma vì thế, từ đó, do đó. Chữ thứ hai, tasi năng do cái từ tasina, nó là một danh từ nữ tính, karanta ích gần ga, và tasina này được chia theo đối các số ít, đối tỷ giao, quy phát tí e câu quá trình hạ, cho nên tasina biến thành tasinang. Tasinang có nghĩa là ái dục. Tassi năng là ái dục. Rồi, cái từ thứ ba, quy nô đá dê. Quy nô đá dê, chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ quý ở phía trước, có nghĩa là lìa, khỏi, rồi. Tiếp đầu ngữ quý. Rồi, phía sau, nô đá dê. Nô đá dê do căn ngữ của chữ nút, có nghĩa là từ bỏ, xua đuổi. Từ bỏ, xua đuổi. Ở đây, Vino đã về. Nó là một động từ. Nên làm tiêu tan hay là nên từ bỏ? Nên làm tiêu tan hay là nên từ bỏ? Rồi, chúng ta đi đến câu cuối cùng để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Bhikkhu akan khantang viragamattano. Bhikkhu akan khantang viragamattano. Câu cuối cùng chúng ta có ba từ. Bhikkhu là một, akan khantang là hai, với ra Gamatano là bà. Chữ Bhikkhu có nghĩa là vị tỳ kheo. Bhikkhu là vị tỳ kheo. A-can-khan-tăng. Ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ A ở phía trước, có nghĩa là hướng về. Rồi căn ngữ canh khá có nghĩa là mong mỏi. Đây là một cái dạng quá khứ phân từ. Trong khi mong đợi. Trong khi mong đợi. Và cái chữ cuối cùng, Viragamattano. Ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, tức là quý ra gần cộng với attano. Quý ra gần do cái từ quý ra gá. Ra gá có nghĩa là ái, nó là một danh từ nam tính ha. Ái ran tác phung đình gá, ái tham ái ha. Nhưng mà có chữ quý ở trước, tức là không có tham ái, không có mong muốn,
hoặc là viraga là tiêu tan ái dục. Viraga nhưng mà nó chia theo đối các số ít đủ tỷ gia quỷ pháp tỷ e câu quá chân á, cho nên viraga biến thành viragan. Viragan là không còn ái hay là tiêu tan ái dục. Rồi attano, attano do cái từ atta, atta nó là một danh từ nam tính, akrantapumringa. Nhưng mà chữ atta này được chia theo sở hữu các số ít. Các thi quỷ phát thi e cao quá trình á, cho nên atta biến thành attano, attano là của chính mình, của chính mình. Vậy thì viragamattano tức là tiêu tan ái dục của chính mình. Và câu Phật ngôn câu số 3, câu số 4 ha. Câu số 3, câu số 4 cho chúng ta một ý nghĩa. Tasma tasidang vino daye pikku akan khan tang vira gamattano. Tasma tasidang vino daye pikku akan khan tang vira gamattano. Do đó, trong khi mong mỏi sự xa lìa tham ái cho bản thân, vị tỳ kheo nên làm tiêu tan ái dục của mình. Vì thế, trong khi mong mỏi sự xa lìa tham ái cho bản thân, vị tỳ kheo nên làm tiêu tan ái dục của mình. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4. Câu Phật ngôn 343 343 cho chúng ta một ý nghĩa. Sau khi tìm hiểu ý nghĩa từ vựng xong, chú trọng về ái dục, chúng sanh di chuyển loanh quanh giống như con thỏ bị trói buộc. Vì thế, trong khi mong mỏi sự xa lìa tham ái cho bản thân, vị tỳ kheo nên làm tiêu tan ái dục. Xin lập lại ha. Chú trọng về ái dục, chúng sanh di chuyển lên quanh giống như con thỏ bị trói buộc bò vòng quanh. Vì thế, trong khi mong mỏi sự xa lìa tham ái cho bản thân, vị tỳ kheo nên làm tiêu tan ái dục. Con ơi, thì cái câu cuối cùng ở chữ phích khú là hiểu ngầm, chứ không có viết ra rõ ràng như ở trong cái văn bản này ha. Chữ phi khú có sách thì không có nha, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái vấn đề ngầm mà thôi ha. Tức là câu cuối a can khan tăng quy ra ga mắt tạ nô, nghĩa là cái chữ phí khú đó được hiểu ngầm thôi. Bởi vì nếu mà có chữ phí khú này thì câu văn nó bị rối độ hình nhiều hơn mấy câu khác. Thôi, chúng ta thông cảm. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong rọ, kinh hoàng xiết bao, sa môn không thích khổ lao, quyển lì ái dục mở rào như chơi. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thó nằm trong rọ, kinh hoàng xiết bao, sa môn không thích khổ lao, viễn ly ái dục mở rào như chơi.
Rồi, ngài Hòa thượng Minh Châu, người bị ái buộc ràng, cùng bảy bỏ sợ như thỏ bị sa lưới. Do vậy vì tỳ kheo mong cầu mình đi tham nên nhiếp phục ái dục. Kẻ bị ái dục buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới. Do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình đi tham nên nhiếp phục ái dục. Rồi như vậy thì chúng ta cũng hiểu ý nghĩa từ vựng xong ha. Trong từ vựng này quý vị thấy có chỗ nào nó rắc rối à, có chỗ nào rắc rối thì nên thắc mắc. Không có gì rắc rối. Bây giờ chúng tôi đi vào duyên sự à, quý vị thông cảm mà hôm nay có chuyện cho nên phải thay đổi một chút. Câu Phật ngôn 343 à, nó tiếp theo câu 342, 341, 340, 339 và 338. Tức là chúng ta liên tục câu Phật ngôn 338, 339, 340, 341, 342 và 343. Một lần như vậy là chúng ta học tới 6 câu luôn ha. 6 câu Phật ngôn, nhưng mà học nhiều quá không hiểu gì hết à, chắc là quý vị không biết có cái hiểu không, chứ chúng tôi thấy à, cũng rối độ hình à. Thôi thì bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Nghe duyên sự của những câu Phật ngôn này. Sao kỳ vậy, làm sao? Nghe trước đi rồi học sao. 6 câu Phật ngôn này được Đức Phật đề cập đến một con thú à, đó là một con heo nai. Khi Đức Phật đi vào trong thành Rajagaha để trị bệnh à, vậy thì hỏi quý vị, Rajagaha, cái thành phố này tiếng Việt Nam gọi là sao? À, không có để tiếng Việt Nam này. Rajagaha à, thì cái thành phố này nếu mà tiếng Việt Nam mình dịch ra thì quý vị gọi đó là thành phố gì? À, ngự tại thành không phải là thành quê Lú Quanh Á ha. Cái duyên sự mà Sích Nhật Quỳnh đưa lên là chặt ha. Ngự tại thành rồi gần thành là sao ha. Quê Lú Quanh Á là trúc lâm. Quê Lú là những cây trúc, cây tre. Quanh Á là rừng à, Quanh Á là rừng thì dịch là trúc lâm. Ngự tại trúc lâm ha, rồi gần thành Rajagaha. Rajagaha quý vị còn hiểu cái tiếng Việt Nam gọi là thành phố gì? Ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên ha, Chê Ta Quan Á, gần thành Sa Quát Thi. Ô chữ vương xá mà coi như kiên đánh là vương xa hả, là cái gì? À, gần thành vương xá mà coi như là xích kim chạy chữ ha, vuông xa hả, vuông xá hả, đâu có vuông, chữ vương à, ra chá là vua, vương xá đúng rồi à, lâu lâu à, hỏi lại à, để cho quý vị à, nhiều khi đọc qua ly nhiều nghe riết rồi cái thấy à, quên đi cái phần tiếng Việt về từ chữ quê lúc à, Sa Quát Thi chạy qua Rajagaha ha. Thì đây là vương xá chứ không phải thành Sa Vệ ha. Sa Vệ là Sa Quát Thi. Thì ở đây một hôm Đức Phật đi vào trong cái thành vương xá để trì mình khất thực, ngài nhìn thấy con heo nái tơ, ngài mỉm cười rồi bước sang bên vệ đường. Ngài trưởng lão Ananda đã trông thấy Đức Thế Tôn mỉm cười mới bạch hỏi, bởi vì Đức Phật rất hiếm khi mà cười lắm.
mà mỗi lần cười như vậy là có vấn đề. Mà có vấn đề là ngài Ananda thắc mắc bạch Đức Thế Tôn, do cái nguyên nhân gì mà ngài là mỉm cười? Đức Phật nói: này Ananda, người có trông thấy con heo nái hay không? Bạch Đức Thế Tôn: à, con có trông thấy. Này Ananda, con heo nái tơ ấy thuở quá khứ là một con gà mái ở gần cái ngôi trai đường nhằm thời của Đức Phật Các Cú Sanh Tha. Chữ Đức Phật Các Cú Sanh Tha thì Các Cú Sanh Tha thì quý vị hiểu tiếng Việt là Đức Phật có hồng danh gì? Ở tiếng Việt Nam, Các Cú Sanh Tha. Alo, tiếng Việt quý vị còn nhớ không? À, bây giờ đánh lên để cho quý vị thấy cái từ Pali này ha. Các Cú Sanh Tha. Alo, Các Cú Sanh Tha. Đức Phật Các Cú Sanh Tha thì quý vị biết vị Phật này tiếng Việt Nam hồng danh là gì? Và Đức Phật này có xa với chúng ta hay không? Alo, quý vị đọc Pali rành lắm mà. Bây giờ hỏi những cái từ câu lưu tôn, câu lưu tôn hay là cù lưu tôn? À, cù lưu tôn ha. Quý vị đừng có lầm ha. Cù lưu tôn này là 12 vị tiên ở trong phong thần ha. Đừng có nghĩ rằng đây là một cái vị tiên ha. À, bởi vì trong 12 thập nhị tiên trong phong thần ha, thì có một cái vị cù lưu tôn. À, đệ tử của vị này á, tức là Thổ Hành Tôn ha, còn đây là vị thầy Cù Lưu Tôn. Mà Đức Phật Các Cú Sanh Tha này cũng có cái tên là Cù Lưu Tôn ha. 31 kiếp về trước so với thời Đức Phật không phải. À, Các Cú Sanh Tha này là cái vị Phật đầu tiên trong 5 vị Phật hiền kiếp này ha. Trong cái hiền kiếp của chúng ta có 5 vị Phật xuất hiện nè. Các Cú Sanh Tha là một này, Cù Lưu Tôn, Cô Na Gamana, Câu Na Hàm Muni ha. Vị thứ ba là Kassapa, Đức Phật Ca Diếp ha. Vị thứ tư là Gotama, tức là Đức Phật hiện tại của chúng ta. Còn một vị Phật nữa tức là Maitreya. Trong cái kiếp của trái đất chúng ta có 5 vị Phật xuất hiện ha, chứ không phải 31 kiếp, mà chính ngay trong hiện kiếp này ha, trong thời của Đức Phật Gotama. Xà thú. Muốn nhắc lại quý vị là Các Cú Sanh Tha là Đức Phật Cù Lưu Tôn. Mà Cù Lưu Tôn này thì đừng có lầm với 12 vị tiên trong phong thần ha. 12 vị tiên trong phong thần á, thì cũng có Cù Lưu Tôn, nhưng mà đây là vị Phật chứ không phải là vị tiên ha. Rồi Đức Phật ngài nói với ngài Ananda: này Ananda, con heo nái tơ ấy thủ quá khứ là một con gà mái ở gần một cái ngôi chai đường nhằm thời kỳ của Đức Phật Các Cú Sanh Tha, tức là Đức Phật Cù Lưu Tôn. Giáo pháp của ngài hiển chiếu khắp thế gian, và con gà mái ấy được nghe một vị tỳ khưu trì tụng về thiền quán. Nó nghe kinh với ấn tượng đây là pháp bảo. Nhờ cái hành nghiệp đó nên sau khi mạng chung, con gà mái ấy được sanh lên làm công chúa
tên là Upari, công chúa Upari. Một hôm đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn thấy những con giòi ở trong hầm cầu, thì nàng công chúa này quán tưởng về thể trược, chứng đắc được sơ thiền. Rồi sau khi hết tuổi thọ, công chúa Upari được tái sanh về Phạm Thiên Giới. Rồi từ Phạm Thiên Giới tái sanh về Nhân Giới. Và do tư vị cho nên nàng phải sanh làm con heo nái tơ. Chính vì như vậy cho nên Như Lai mỉm cười. Trưởng lão Ananda cùng với hội chúng tỳ kheo khi nghe câu chuyện như vậy thì phát sanh lên một cái sự kinh cảm vô cùng chán nản thế gian bẩn chật này. Và nhân cơ hội đó thì Đức Phật mới thuyết lên liên tục 6 câu Phật ngôn. Trong đó có câu Phật ngôn thứ 6 mà chúng ta đang học. Khi mà Đức Phật thuyết 6 câu Phật ngôn này thì những chúng sanh ở gần đó và nhất là các vị tỳ kheo đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn rất là nhiều. Riêng con heo nái tơ đó, sau khi dứt kiếp sống, họ sanh vào trong hoàng tộc, trong cái lãnh thổ xung quanh á. Rồi khi hết kiếp đó thì thọ sanh vào kinh thành Varanasi, rồi là lăn trôi vào một gia tộc của một người buôn ngựa ở cái bên cảng là Suparagat. Mạng chung kiếp đó đã tái sanh vào gia đình người lái đò ở cái bến ga Riwa. Rồi tiếp tục sanh vào trong gia tộc tướng giả ở trong thành Anuradhapura. Mạng chung kiếp đó đã tái sanh vào gia tộc của tướng giả Sumana trong cái làng Phekantagama ở hướng nam kinh đô Sumana, theo cái tên gọi của một cái vị tộc trưởng. Khi đó thì dân chúng lìa bỏ cái xứ đó, cha của nàng cũng ra đi, đem gia đình đến trú tại cái xứ Đi Khắc Hoa Pì, sống ở tăng thành Maha Muni Rama. Thế rồi một cái vị đại thần của đức vua Đúc Tha Ga Mani tên là Lalun Taka Atima nhân một vài công vụ đi đến làng đó, thì quan đại thần trông thấy nàng tiểu thư phát sinh lòng ái luyến, xin cưới nàng về làm vợ. Lễ cưới được diễn ra rất là long trọng. Sau khi tình hôn, quan đại thần Lalun Taka rước nàng về làng Mahapunagama sinh sống. Bây giờ thì trưởng lão Maha Atula cư ngụ tại tỉnh xá Kotipabata, một hôm đi vào trong làng Mahapunagama để trì bình khất thực. Khi mà đứng tại cổng nhà của nàng đó, chợt trông thấy cô ta, thì trưởng lão mới nói với các vị tỳ kheo rằng: Này chư hiền giả, thật là kỳ diệu, con heo nái đã sanh lên ở đây rồi và đang là phu nhân của đại thần Lalun Taka. Khi mà nghe nói như vậy thì cái cô tiểu thư này, cô nàng phu nhân này chứ, nghe chợt động tâm. Cô đưa tâm quan sát và nhớ lại cái kiếp quá khứ của mình. Tâm của cô ta kinh đảm xin chồng cho mình được xuất gia. Đại thần Lalun Taka đồng ý cho nàng đi xuất gia trong ni chúng. Sau khi xuất gia, tinh cần hành pháp, phát triển ngũ quyền lớn mạnh, làm cho ngũ lực được sung mãn. Một hôm được nghe giảng bài kinh Maha Satipatthana Đại Niệm Xứ, nhân đó cô ta phát triển về tuệ quán và chứng đắc dự lưu quả.
Thời gian sau, khi mà nước vua đánh chiếm lại cái thổ xứ Đát Mi La, thì cái vị trưởng lão ni này du hành đến làng Phết Canh Tát Ra Mát, là cái trú xứ của cha mẹ của nàng. Chính tại nơi đây, vị tỳ khưu ni này được nghe cái bậc kinh A Si Quý Rù Pháp ở trong tịnh xá Canh Lạc Cá. Và cái vị trưởng lão này, vị tỳ khưu ni này đã chứng đạt A La Hán thánh quả. Khi mà vị tỳ khưu này niết bàn, thì vào cái ngày đó bị các vị tỳ khưu ni cật vấn, cô ta đã thuật lại tiểu sử với đầy đủ chi tiết về tiền kiếp của nàng, rồi bạch với trưởng lão Mahatissa đang ngồi giữa tăng chúng rằng: thủ quá khứ, tôi sinh làm người, sinh làm con gà, đã bị con diều hâu bắt cắn đứt cái đầu, rồi tái sinh vào cái thành Ranchakaha, xuất gia trong giáo pháp của phái ngoại đạo, đã sinh lên cõi sơ thiền, tái sinh vào gia tộc trưởng giả, rồi sinh làm con heo nái tơ, từ đó là lăn trôi các sinh thú như làm người trong xứ Suvanna ở thành Varanasi, ở bên cảng Sparaka, ở bên đò Garika, tái sanh vào thành Anuttarathapuri, tái sanh vào làng Phekantagama. Tôi đã trải qua 13 kiếp sanh thú như thế, với cái xác thân cao thấp dị biệt. Như vậy, giờ đây tôi có được cái xác thân cao quý của kiếp người. Xin các ngài đầy đủ thiện pháp, hãy sống với sự không dễ vui. Rồi vị trưởng lão ni sau khi làm cho đại chúng động tâm kinh cảm, và vị trưởng lão ni đã nhập vô dư niết bàn. Duyên sự có Phật ngôn này, chúng ta thấy một cái sự luân hồi, một cái sự sanh tử trong 13 kiếp. Nói về con heo nái, chuyện con heo nái thật ly kỳ, đáng lấy làm đề mục quán suy. Người thủ tái sinh vô trật tự, do nhân ái dục mới với mê si, kiếp chót sanh là vợ đại thần, xuất gia đắc quả dứt căn trần. Lâm chung nhắc lại bao tiền kiếp, cảnh cáo môn đồ nhất những nữ nhân. Như vậy thì 6 câu Phật ngôn được gom lại trong một cái duyên sự. Như vậy thì thời gian này là thời gian mà quý vị đã nghe xong ha. Rồi bây giờ quý vị sẽ tiếp tục bằng cách chúng tôi đưa vào học lên. Rồi quý vị hãy đọc để phân tích trường âm, đoạn âm. Sau khi phân tích trường âm, đoạn âm rồi thì quý vị sẽ đọc theo cái giọng kinh như thế nào, đọc theo giọng kệ sao ha. Và khi đó quý vị sẽ thảo luận, bởi vì duyên sự thì quý vị nghe rồi. Thì bây giờ tóm tắt là chúng tôi sẽ đưa lại bài học để cho quý vị coi như luyện giọng ha. Luyện giọng bởi vì cái phần mà phân tích đó, trường âm, phân tích về tự vận thì chúng tôi cũng đã làm việc xong rồi. Thì bây giờ chỉ còn cái phần là quý vị hãy nhìn vào mặt chữ để biết nó là trường âm hay đoạn âm. Rồi cái giọng đọc sao cho nó ổn định. Và khi mà đọc xong rồi thì như là Sĩ Kim nói rằng rất ly kỳ, hấp dẫn, mê mẩn và sợ quá. Sợ gì? Bây giờ đọc đi, phân tích đi, rồi đọc theo giọng kinh, đọc theo giọng kệ. Rồi còn thời gian thì quý vị sẽ thảo luận ha. Hôm nay chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị như vậy thôi. Rồi bởi vì còn có vấn đề chúng tôi phải đi.
Quý vị biết rằng tháng 7 là cái tháng gọi là cô hồn, cho nên chúng tôi cũng không có ngồi yên được đâu. Quý vị thông cảm ha. Bây giờ bệnh mà cũng đi sao hả? Chuyện đi kiếm ăn là phải đi thôi. Chứ bây giờ ở nhà thì đói. Bây giờ đọc cho tha. Ta-si-nai-ya-pu-rak-kha-ta-va-cha. Câu số 2. Parisap-ban-ti-sa-so-va-ban-thi-to. Parisap-ban-ti-sa-so-va-ban-thi-to. Parisap bành thi sa sô quá bành thi tô. Bây giờ hai câu này chúng ta ôn lại ha. Ta si na ya pu rak kha ta pa cha pa ri sa bành thi sa sô quá bành thi tô. Ta si na ya pu rak kha ta pa cha pa ri sa bành thi sa sô quá bành thi tô. Ta si na ya pu rak kha ta ba cha ba ri sap ban ti sa so wa ban thi to. Rồi bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Tas ma ta si nang wi no da ye. Tas ma ta si nang wi no da ye. Tas ma ta si nang wi no da ye. Câu số 4. Phích khu ác căn khăn tăng quý ra gác mắt ta nổ. Phích khu ác căn khăn tăng quý ra gác mắt ta nổ. Phích khu ác căn khăn tăng quý ra gác mắt ta nổ. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Tas ma tas si nang vi no da ye phích khu ác căn khăn tăng vi ra gác mắt ta nô. Khu a, đúng rồi, chữ khu thì chúng ta phải đọc nhanh bởi vì nó là đoạn âm, cho nên không có kéo dài chữ khu mà đọc là phích khu ác căn khăn phích khu a căn khăn. Đúng rồi, chị Kim Nhung nhắc chúng tôi chị A. Bây giờ đọc lại câu 3, câu 4 ha. Tas ma tas si nang vi no da ye phích khu a căn khăn tăng vi ra gác mắt ta nô. Tas ma tas si nang vi no da ye phích khu a căn khăn tăng vi ra gác mắt ta nô. Cũng hơi khó đọc ha. Rồi bây giờ đọc nguyên bài ha. Ta si na ya pu rak kha ta va cha va ri sa ban ti vi so mu vi sa so va ban thi to. Ta ma ta si nang vi no da ye phích khu a căn khăn tăng vi ra ga mắt ta no. Ta si na ya pu rak kha ta va cha va ri sa ban ti sa so va ban thi to. Tas ma tas si nang vi no da ye phích khu a căn khăn tăng vi ra gác mắt ta nô. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Tas si na ye pu rak kha ta va cha va ri sa ban ti sa so va ban thi to. Tas ma tas si nang vi no da ye phích khu a căn khăn tăng vi ra gác mắt tăng hồ. Ta si na ya pu rak kha ta va cha va ri sa ban ti sa so va ban ti to. Tas ma ta si nang vi no da ye phích khu a căn khăn tăng vi ra gác mắt tăng hồ. Rồi Sĩ Kim có ý kiến gì mà đưa tay lẹ quá,
Rồi mời sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con thấy sư hôm nay mệt quá mà sư ráng đọc hoài. Hồi để con xin lên con đọc, con phân tích luôn để cho sư được, để cho sư nghĩ cho khỏe đi. Con thấy sư ráng. Trời, cái tim con bị bóp gì nè. Con thấy ghê quá. Còn con thấy sư nghỉ mệt uống trà đi sư, rồi chuẩn bị đi sư ơi. Làm ông sư cũng khổ thôi quý vị, đâu phải tưởng nhà đọc kinh đâu không, cũng phải đi vòng vòng đọc kinh. Trời nắng, trời lạnh, trời mưa, trời gió, ban đêm, ban hôm, bệnh khỏe vừa vừa gì, tới giờ đi phải đi thôi à. Thấy không, cực lắm không, cũng phiền não lắm. Dạ con chúc sư nghỉ cho nó khỏe. Sư đi mau sư về sư. Sư đi như vậy tới mấy giờ sư mới về hết sư ha? Trời, cái thi suốt ngày luôn ha. Trời, mệt dễ sợ. Mô Phật. Chúc sư được luôn mạnh khỏe. Đọc đi, nhiều chuyện quá. Thì sư kêu con là mỏi nhọn rồi mà. Ha, để con đọc đi. Con xin đọc đọc phân tích kinh kệ, đọc kinh, đọc kệ, phân tích câu 343. Trời, còn nhiều giờ lắm, sư hối con, sư để con đọc sư. Từ từ, sư nghỉ mệt đi sư. Ok. Tassina Yapurakata Paicha Parisappang Tisaso Wabang Tito Tasma Tassinang Wino Đã về Khi khu à khăn khăn tăng quý ra gắm mắt ta nô. Cá si nà giá phu rắc khá tà phai trà. Phá ri sắp phẳng tí xá sô quá bằng thi tô. Tá mà tá si nặng quý nô đã về. Khi khu à khăn khăn tăng quý ra gắm mắt ta nô. Phân tích câu 1 và câu 2. Hồi phân tích luôn 4 câu luôn. Còn đọc 2 lần rồi. Tá si hai đoạn âm. Na trường âm thông thường, giá phú hai đoạn âm, rắc trường âm nhắn, khá đoạn âm, ta trường âm thông thường, phá đoạn âm, cha trường âm thông thường, phá rí hai đoạn âm, sắp phăng hai trường âm nhắn, tí xá hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, quá đoạn âm, bằng trường âm nhắn, thí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Từ giờ mà con đọc con dòm chữ, con nói đại thôi chứ con không chú trọng cho cái chết thôi. Để tập trung cho cái đã. Câu 3 và câu 4. Tác là đoạn, tác là trường âm nhắn, ma là trường âm thông thường. Tá xí hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, nô trường âm thông thường, đá đoạn âm. Dê trường âm thông thường. Câu 4. Khí trường âm nhắn, khú đoạn âm, a trường âm thông thường. Sư đọc 3-4 lần sư không thấy dấu nguyện, sư đọc á hoài mà con không dám nói sợ cắt sư mệt. Vậy là sư cũng đọc sau, đọc con lại đúng được rồi. Khăn là trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, ra trường âm thông thường, gá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại một lần rồi kể luôn. Tá si na ya phu rắc kha ta phai cha pa ri sap phang ti sa so wa bang ti to tá ma tá si nang wi no đã về. Khí khu à khăn khăn tăng quý ra gá mắt ta nô. Kệ này cũng ghê lắm. 10, 11, 9, 12. Tà si na ya pu ra kha ta phai cha. Tà ri sa phăng ti sa so wa phăng ti to. Tà sma ta si năng quý nô đa dê. Bi khu a khang khang tăng quý ra ga mắc ta nô. Ta si na ya phu ra kha ta phai cha. Pa ri sa phang di sa so wa pa phang thi to. Chak ma ta si năng quý nô đa dê.
tịch khu a khăng khanh tăng quy ra ca mắc ta ngô. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới. Do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Có chữ ái không vùng rợn quá, từ kiếp này kiếp tới dạ tới sẽ luôn. Dạ con có cái gì, đợi cô Kim có sai không mà đúng hết trơn. Trời, xa thú xa thú, đâu có thấy ổng cho cái bông hoa nào đâu. Một là ổng đi rồi, hai là ổng sẽ dỗ tôi te tua đó. Ok, vậy trả máy là chắc ổng đi rồi. Sư 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 còn đó không sư? Con có sai sư sửa sư. Con nhường miết lại cho người khác đi sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết thì con cũng kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc. Con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 343. Ta si na ya bu rắc ca ta ba cha ba ri sắp bành tí sa sô wa bành đi tô. Ta ma ta si nàng vi nô đa dê phích khu a cành khành tăng vi ra ga mắt ta nô. Dạ. Con xin phân tích câu thứ nhất. Ta si na ya bu rắc kha ta ba cha. Ta si hai đoạn âm. Na trường âm thông thường. Giá đoạn âm. Bú đoạn âm. Rắc trường âm nhấn. Khá đoạn âm. Ta trường âm thông thường. Bá đoạn âm. Ra trường âm thông thường. Cha trường âm thông thường. Ta si na ya bu rắc kha ta ba cha. Và câu thứ hai. Ba ri sắp bành tí sa sô wa bành đi tô. Ba ri là hai đoạn âm. Sắp trường âm nhấn. Bành trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Xá đoạn âm. Sô trường âm thông thường. Quá đoạn âm. Banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Bá ri sắp banh tí sa sô quá banh đi tô. Và câu 3. Tát ma tá si năng quý nô đã về. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Tá si hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, nô trường âm thông thường, đá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Tát ma ta si năng quý nô đã dê. Và câu 4. Phật khu a canh khanh tăng quý ra ga mắt ta nô. Phật trường âm nhấn, khu đoạn âm, a trường âm thông thường, canh khanh hai trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, ra trường âm thông thường, gá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, và nô là trường âm thông thường. Phích khu a canh khanh tăng quý ra gá mắt tá nô. Dạ, mà ta xin đọc lại hết bài. Ta si na ya bu rắc kha ta ba cha ba ri sắp bành tí sa sô wa bành đi tô. Tát ma ta si năng quý nô đa dê phích cú a canh khanh tăng quý ra ga mắt ta nô. Yeah. Ta cũng xin kể luôn. Ta si na ya bu rắc kha ta ba cha.
ba vi sắp ban ti sa so wa ban đi to tat ma ta si nắng vi nô đa về Phật khô a căn khăn tăng quỳ ra gã mắt ta nô. Dạ, không biết có chỗ nào sai thì xin quý vị trong đạo tràng nhắc nhở giùm mẹ ta. Dạ, thôi mẹ ta xin xuống mít và nhường mít cho người khác. Dạ, kính mời quý vị tiếp theo ạ. Dạ con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 343. Tasina yaburakkhata paccha parisappanti sasso vapanthito. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là từ trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, banh là trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ta si na ya pu rak kha ta pa cha pa ri sa pan ri sa so wa ban thi tô. Ta ma ta si nang quy nô đa về. Ta là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Tá xí là hai đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Tás ma tá xí năng quý nô đá dê. Phích khu a căng khăn tăng quý ra gá mắt tá nô. Là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, a là trường âm thông thường, khăn là trường căng, khăn là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Phích khu a căng khăn tăng quý ra ga mắt ta nô. Tát ma ta si năng quý nô đa dị. Phích khu a căng khăn tăng quý ra ga mắt ta nô. Tát, con xin đọc lại từ đầu. Tát si na ya bu rắc kha ta ba cha ba ri sắp bàn tí xá sô quá bàn thí tô. Tát ma tá si năng quý nô đá dề. Phích khu à căng khăn tăng quý ra ga mắt ta nô. Tá si na ya bu rắc kha ta. Tá si na ya bu rắc kha ta. Bà cha bà ri sắp bàn tí xá sô quá bàn thí tô. Tát ma tát si năng quý nô đa dề. Phích khu a căng khăn tăng quý ra ga mắt ta nô. Con xin đọc kể luôn. Tát si na ya bu rắc kha ta ba cha pa ri sap ban ti sao so qua ban thi tô. Tát ma tát si năng quý nô đa về. Phích
khu a căng khăng tăng vi ra ga mặt ta nô. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Phật ngôn 343. Tassina Yaburakhata Bhaja Parisappantisaso Vapantito Tasma Tassinang Vino Daye Bikhu Akankhang Tang Viragamat Tano. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Tassina yaburakhata bacha parisappantisaso vapanthito. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, sắp ban là hai trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Tasma tasinang vino da ye bhikkhu akankhang tang viragamattano. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, bích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, a là trường âm thông thường, can khan là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. Tathina yaburakhata bhaja parisappantisaso vapanthito tasma tasinang vino daye bhikkhu akankhang tang viragamattano. Dạ con xin đọc bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người bị ái dục, ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới. Do vậy, vị tỷ kheo mong cầu mình ly tham, nên nhiếp phục ái dục. Dạ, và đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong rọ kinh hoàng, xiết bao. Sa môn không thích khổ lao, viễn ly ái dục, mở rào như chơi. Dạ con cũng xin kể luôn thử. Dạ. Ta si na ya bu rang kha ta ba cha parisappanti so so wa panti to Tasma tasinang vinodaye bhikkhu akankhang tang viragat matano. Tasinaya burakhata bhaja parisappanti sasova pantito. Tasma tasinang vinodaye bhikkhu akankhang tang viragamattano. Dạ con xin xuống mic, có sai con nhờ đạo tràng sư sửa giùm con ạ. Dạ con xin mời cô Thiện Vũ.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư tăng, quý cô tu nữ và con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 343, câu số 1, câu số 2. Tasinaya purakhata pacha parisapan tisaso vapan kito. Tá tí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá thú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, há là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, há là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, thá rí là hai đoạn âm, sắp thanh là hai trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tassina yapurakhata pacha parisapham tisaso vapham thito. Câu 3, câu 4. Tasma tassina vino daye fikhu a kan khan tang pira yamatano. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, tá tí là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng bên nguyên âm, ví là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, hú là đoạn âm, a là trường âm thông thường, căn khăn là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tát ma tát si năng vi nô đa dê chích khu a canh khăn tăng vi ra giá mát ta nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 343. Tassina ya purakhata pacha parisapham tisaso vapham thito. Tasma tassinang vino daye fikhu a kan khan tang pira yamathano. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, do vậy bị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Tassina ya purakhata pacha parisapham tisaso vapham thito. Tasma tassina vino daye fikhu a kan khan tang vira gamathano. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong gọ kinh hoàng chiết bao, sa môn không thích khổ lao, viễn ly ái dục mở rào như chơi. Dạ con đã đọc xong, con có sai, con xin đạo tràng sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn thằng Nhật Hạ, cảm ơn Nhật Huỳnh, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Tassina yapurakhata pacha parisapham tisaso vapham thito. Tasma tassina vino daye fikhu akankhantang viragamattano. Dạ, con xin phân tích ạ. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, sáp ban là hai trường âm nhấn, tí xá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tas là trường âm nhấn, ma
là trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, a là trường âm thông thường, can, khan là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ta xin na za bu rak kha ta ba cha pa ri sap ban ti sa so wa ban ti to. Tas ma ta si nang vi no da ye phích khu a can khan tăng vi ra ga mát ta no. Con xin kể ạ. Ta si na ya bu rak kha ta pa cha ba ri sap ban ti sa so wa ban ti to. Tas ma ta si nang vi no da ye phích khu a can khan tăng vi ra ga ma ta no. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao, sa môn không thích khổ lao, viễn ly ái dục mở rào như chơi, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc, phân tích và kệ xong, con xin xuống mic. Dạ, con có sai xin nhờ đạo tràng sửa giúp ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh bốt bài. Dạ, xin mời Thanh Hoàng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con xin kính chào quý đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 343. Tasina japurakhata pacha parisappantisa so vapantito tasma tasinang vino dasi fikhu akhan khantang vira viram gamatano tasina japurakhata pacha. Tá xí là hai đoạn âm ạ. Na là trường âm thông thường. Giá là đoạn, giá pú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Parisap, parisap, pantis, parisap, pantisaso, vaphantito. Pá rí là hai đoạn âm, xá, sắp là trường, sắp pan là hai trường âm nhấn. Tí xá là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, pan là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tas ma ta si nang huy nô đa dê. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Tá xí là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Phích khu a khan khan tăng quý ra ma quý ra ma ta nô. Phích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, a là trường âm thông thường, khan khan là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mát là trường âm đọc theo, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Tasina japu, tasina japu rakhata pacha parisap pati parisap panti saso wapandito. Tasma tasinang vino daje fikhu akhan khantang vi viragamattano.
Tasina japura khata pacha parisappanti saso wa phandito tasma tasinang vino daje fikhu akantham tang viragamattano. Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Người bị ái buộc ràng vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình tham dục, mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Kẻ của đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao, sa môn không thích khổ lao, viễn ly ái dục mở rào như chơi. Của bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mic, con kính nhờ quý đạo tràng và các sửa cho con ạ. Con xin mời niệm từ ạ. Dạ. Nam mô Bhuddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho mình từ biết là âm thanh rõ. Mình từ xin phân tích và đọc câu kinh kệ 343. Câu số 1 và câu số 2. Tasina yapurakata pacha parisappantisaso wapanchito. Tasina yapurakata pacha parisappantisaso wapanchito. Đạo phân tích câu số 1. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, bú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Dạ, tôi xin phân tích câu số 2. Bá rí là hai đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, pan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, pan là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, bây giờ là câu số 3 và câu số 4. Tasma tasinang vino đã về khu a cần thành tầng vi ra gamat tano tasma tasinang vi no đa về biết khu a cần thành tầng vi ra gamat tano. Là con xin phân tích câu số 3. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Pik là trường âm nhấn, phích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, a là trường âm thông thường, căng là trường âm nhấn, khăn là trường âm nhấn, tăng là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm và nô là trường âm thông thường. Từ đọc lại câu pháp cú 343. Tasina yapurak kata baca barisappantisaso wabanchito tasma tasinang vino daye bhikkhu akang
khanh tăng quý ra gá mắt ta nô. Ta si na ya bu rắc kha ta ba cha ba ri sắp bàn ti sa sô wa bàn ti tô. Tas ma ta si nang vi nô đa dê cú à cần thành tầng vi ra ga mắt ta nô. Dạ, Đêm Tây xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thọ bị xa lưới, do vậy bị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức: kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao, sa môn không thích khổ lao, biển ly ái dục mở rào như chơi. Chà, Niệm Thầy xin kệ luôn câu pháp cú 343. Ta si na ya ba rang kha ta ba cha ba ri sa pan ti sa su wa ban ti to. Ta sma ta si nang vi no da ye vi ku a kang khan tang vi ra ga mang ta no. Ta si na ya bu khẳng bu rắn kha ta ba cha ba ri sa văn ti sa so wa ba văn thi tô. Ta sma ta si nang vi no da ye fiku a kang khăn tăng vi ra và mặn ta nô. Dạ, Đức Từ đã đọc và kể xong. Đức Từ có sai, xin đạo tràng sửa đi dùm Đức Từ. Dạ, cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã post bài. Đức Từ thấy Sít Nguyên Trang vừa mới vào room. Dạ, xin mời bàn tay của Sít Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ. Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ con chào con, cũng đi vô. Dạ con xin sám hối, con mới ở ngoài. Dạ, Nam Mô Bích Thà. Dạ, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ để con coi. Ủa cô không có Sư Chí Đức hả cô? Không có ngài hả cô? Con thấy không có ngài hả cô? Ngài rời rum rồi. Trời. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Tassina yapa Tassina yaburakata paccha barisappantis. Trời. Dạ con đọc lại. Tassina yaburakata paccha barisappantisaso wappandito thito. Tasma tassin tasma tassinang vino daye fitku a kan a kan kan tang vira Gamatano. Dạ con đọc lại. Tassina yapa Tassina yaburakata baca parisappantisaso wapantito.
tas ma tas si nang wi no da ye fit ku a kan kan tang wi ra gamat ta no. Không có bài tiếng Việt hả cô? Đọc sai hả cô ha? Tassina yap tassina yapurakata baca parisapantisaso wapantito tasma tassinang wino daye fitkua kan kan tang wira gamatano. Kệ. Trời. Để con kệ thử nè. 1, 2, 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ta xin ai ya bu ra ka ta pa cha ba ri sa pan ti sa so wa pa di to tas mata sinang winodaye fitku akan akan kan tawira gamatano. Chào sao khó vậy cô? Tasinayapu rakata pacha barisampanti sasowapantito tasmatasinang winodaye fitku akan kan tangwiragamattano. Dạ con đã đọc xong, con đã kể xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Con dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính chào các chư tăng ni, mến chào quý đạo hữu. À, con xin đọc câu pháp cú câu 343. Tassina ya purat khata ta pacha parisap pandisaso wa ban thito tasma tassinang vino daye dik khu a căng khăng tăng ghi ra gá mát tá nồ. Dạ con xin phân tích câu pháp cú 343 câu 1 và câu 2. Tá xí na giá bú rắc khá ta bá cha. Câu số 1. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu số 2. Parisap pandisaso wa ban thito. Pari là hai đoạn âm, sap pan là hai trường âm nhấn, tí so là hai đoạn, tí sa là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Tasma tasinang wino da ye bhikkhu a kang khang tang wiragamattano. Câu 3. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, tá xí là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Câu số 4. Đức khu a căng khăng tăng quý ra gá mát tá nô. Đức là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, a là trường âm thông thường, căng khăng là hai trường âm nhấn,
Tăng là trường đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Xin đọc lại câu 343. Tá xí na giá pu rắc khá tà pá trà pá ví sáp bàn tí sá sô quá bàn thí tồ tá mà tá xí nằng lý nồ đá dề biết khu à căng khăng tăng quý rà gá mát tá nồ. Dạ xin đọc câu kệ, xin đọc kệ ạ. À, chị Nhật Quỳnh toss lên rồi, xin đọc cái câu phân tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, do vậy vị tỷ kheo mong cầu mình ly tham, nên nhiếp phục ái dục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và xin đọc câu phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao, sa môn không thích khổ lao, viễn ly ái dục mở rào như chơi. Dạ xin đọc câu kệ của câu 343. Ta si na ya pura kha ta pa cha parisappanti sa so wa ban thi to tasma ta si nang vino da ye bhikkhu akankhang tang viraga mata no ta si na ya pura kha ta pa cha parisappanti sa so wa ban thi to tasmata sinang vinoda ye bhikkhu akankhang tang viraga matano. Dạ cảm ơn Sis Nhật Quỳnh đã boss bài. Xin cảm ơn các đạo hữu, nếu mà có gì sai sót thì xin các đạo hữu sửa sai giùm ạ. Dạ xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Ông thành kính đảnh lễ Ban Hoa Tam Bảo, thành kính cho ông Đức Tăng ở trong đạo tràng, thành kính đạo tràng đạo hữu. Nay có hạnh xin đọc và phân tích câu pháp cú 343. Tá-xí-na ya pu rắc khá ta bá cha. Tá xí là đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, bú là đoạn âm, rất là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Câu số 2. Bá lý sát ban tí, sát sô vá ban trí tô. Bá lý là đoạn âm. Sát là trường âm nhấn, sát ban là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Câu số 3. Tát ma tá xí năng ví nô đá dê. Tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, tá xí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Phích khú. Câu số 4. Phích khú a căng khăng tăng quý ra gá măng gá mắt tá nô. Phích là đoạn âm, xích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, can là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, can khăn là trường âm nhấn, tăng là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mát là
trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Tá xí na giá bú rắc khá ta bá cha bá cha bá rí sáp bàn tí xá xô bá bàn tí tô tát ma tá xí năng ví nô đá dê xích khú a can khan tăng ví ra gám mát tá nô tá xí na giá bú rắc khá ta bá gia bá rí sáp bàn tí xá xô vá bàm thí tô tát ma tá xí năng ví nô đá dê phích khú a can khan tăng ví ra gá mát tá nô tá xí na ya bu ra kha ta ba cha Parisa pampisa sova pantito Dharmata sinang vinodaye Sikhu akan khantang viraga matalo Người ấy được làm cùng vẫy và hoảng sợ như thọ bị xa lưới, do vậy bị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Đó là bản hòa thượng Thích Minh Châu. Kẻ bị ái dục buộc ràng, thọ nằm trong rõ kinh hồn xiết bao, sa môn không thích khổ lao, điển ly ái dục mở rào như chơi. Đó là của người hòa thượng Giới Đức à. Dạ Phúc Hằng xin xuống bức thờ và xin mời vị cơ tiếp theo ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hằng. Dạ cảm ơn thiền vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu kính anh. Cảm ơn chị Metta. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Nguyên Trang? Alo, Nguyên Trang, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Phố Biển có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Phố Biển, thấy cô Phúc Hạnh đọc thì đưa cái mặt lên mắt cỡ làm sao? Phố Biển đâu rồi? Nguyên Trang đâu rồi? Nằm cái gì đâu mình mà trả bài Nhật Quỳnh vừa quay ra tắt nước một cái, quay vô là chạy mất tiêu luôn. Dạ, cảm ơn Xích Hoàng Nguyệt. Rồi, vậy là chạy mất tiêu rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. À, đúng rồi đó. Nhật Quỳnh đang định thỉnh huynh Giang Nhất Hạ nhắc Nhật Quỳnh. Hay quá, cảm ơn huynh rất là nhiều. Dạ, dạ huynh thính pháp có nghe không? Có thấy không? Có 1.101 người yêu cầu huynh thính pháp kìa. Bình Thánh Pháp ơi, dạ mời Bình Thánh Pháp nghe. Dạ Nam Mô Bố Thà Giá, Nam Mô Thầm Mò Giá, Nam Mô Giang Ca Giá, của Kinh Lệ Đào Tràng. Là con đang lấy xe cô, là các bạn không có được, có cảnh sát bị tức kẹt từ bữa, có được 2 ngày rồi cô, dạ, xưng với trời dạ. Dạ, xin lỗi Bình Thánh Pháp nghe. Nghe không, huynh Giang Nhật Hà? Nghe không, có 2.000 đưa không? Để việc tất kịch bây giờ. Thôi, vậy thì thôi. Dạ, Nam Mô Bích Hà, dạ. Rồi, Nguyên Trang chạy mất tiêu rồi. Cả bài gì giống như chạy làng vậy đó. Mà Ngài Chí Đức thấy Nguyên Trang vô, Ngài Quảng Hồng, Ngài chạy mất tiêu luôn á Nguyên Trang. À, Ngài chạy mất tiêu luôn á. Nguyên Trang vừa xuất hiện là Ngài cũng vừa rời rung mà.
Vậy bây giờ ra sao? Bây giờ lên cầm mít trả bài lại đi, thân tích xong rồi đọc rồi kể rồi còn mấy câu chữ Việt nữa, làm cái gì mà chạy lẹ dữ vậy? Như Quỳnh mới ra tắt nước à, là chạy vô là không kịp luôn à. Giờ giờ cầm mít được không? Có bận không? Cho Như Quỳnh biết đi, có giọng kể hay như vậy mà giấu nghề luôn. Rồi, rồi mời Nguyên Trang nha. Nam mô Bích Thay giá. Con giờ con thấy sao Nguyên Trang trả bài nhanh. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào toàn thể đạo tràng. Cô hồi nãy con đang ở ngoài, con đang clean cái xe van á, là để ngày mai đó tụi con đi tu thiền với nhau đó cô. Con dọn dẹp để ngày mai nguyên một đám thì con vừa mới mở rồi con nghe cô kêu. Con nghe, không phải con nghe xích niệm từ kêu, con lật đật con chạy vô trong. Mà con không có thấy bài tiếng Việt cô. Dạ con không có thấy bài tiếng Việt nên thôi vậy phân tích ha cô ha, rồi con làm con đọc lại nha. Dạ con xin chưa kịp post. Dạ trời tại vì con cũng lật đật cô. Dạ rồi con xin đọc con dạ ngày mai sáng sớm mai là đáp tụi con á, là sẽ đi tu thiền, nhưng mà con đi có một ngày thôi, còn Nguyên Như thì ở lại hai ngày, dạ, chia làm hai nhóm. Dạ con xin đọc ạ. Tassina yapurakata paccha parisappantisaso wabbantito tasma tisinang vino daye fitkua kan kan tang quy ra gamatano. Tá xí là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, giá bú là hai đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, khá là trường âm là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, bá rí là hai đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, xá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con đọc hai câu, câu 1 và câu 2. Tassina yapurak kata paccha parisappan tisaso wabbantito. Con xin phân tích câu 4 và câu 5. Câu 3 và câu 4. Con đọc trước ạ. Tasma tasin. Đọc sai rồi. Dạ con đọc lại. Tasma tasin nang vino da ye pikkua kan kan tang vira gamatano. Tas là trường âm nhấn. Ma là trường âm thông thường. Tá xí là hai đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Đá là đoạn âm. Dê là trường âm thông thường. Phít là trường âm nhấn. Khú là đoạn âm, A là trường âm thông thường, Can là trường âm nhấn, Khan là trường âm nhấn, Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Quý là đoạn âm, Ra là trường âm thông thường, Gá là đoạn âm, Mát là trường âm nhấn, Tá là đoạn âm, Nô là trường âm thông thường. Tasma tasinang vino daye fitkua kan kan tang vira gamatano. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới. Do vậy, vị tỷ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc lại một lần và con kể một lần nha cô. Để con đọc nhiều với còn người khác đọc nữa cô. Tassina yapurakata paccha parisappan tisaso wabbantito tasma tassinang vino daye fitku akan kan tang vira gamatano. Tassina yapurakata paccha
Parisappanti saso wapanti to tasmata sinang winodaye fitku akan akan kan tang fitku akan kan tang wiram kamatano. Đọc lại lần nữa đi. Tasinayapu rakatapacha barisapanti sasowapantito tasmatasinang winodaye fitku akan kan tang viragamattano. Kẻ bị ái dục buộc ràng thọ thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao, sa môn không thích khổ lao, viễn ly ái dục mở rào như chơi. Dạ đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, kệ xong, phân tích xong. Dạ con xuống được hả cô ha? Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin xuống bích đà. Sa thủ Nguyệt Tràng tha cho đó. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, cảm ơn chị Mát Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Thiện Vũ. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh thấy còn hai vị nữa. Chưa cầm mít, phố biển không nhúc nhích. Còn cà rốt hôm nay có cầm mít được không cà rốt ơi? Cà rốt có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Ở trong này chỉ có cà rốt là trẻ nhất thôi đó. Quang Thanh nữa nè. Quang Thanh vào đầu tràng rồi. Hôm nay Quang Thanh cầm mít không Quang Thanh? Quang Thanh cầm mít lên đọc đi, đừng có sợ sai. Quang Thanh cứ đọc, tự nhiên nó dạng ra rồi nó hết rung rồi nó đọc được thôi à. Đừng có sợ, Ngài không có bắt lỗi mình đọc sai đâu. Tại vì ai cũng vậy, mới lên là rung lắm. Nhìn một chữ thành hai ba chữ nên nó dễ sai lắm. Nên là không có sao. Cầm mít chừng mấy lần là bình tĩnh nè, phải không Thanh Hoàng? Thanh Hoàng thì chắc bình tĩnh lắm rồi. Mà rớt hoài à, cứ rớt mít hoài Thanh Hoàng rồi nè. Dạ. Cho rớt nghe Nhật Quỳnh không? Quang Thanh có nghe không? Quang Thanh đang cực ha. Rồi, khi nào cầm mít được thì cho tay nha. Vậy hả cô? Dạ. Với lại cái máy của cô Phúc Hạnh hôm nay, Nhật Quỳnh nghe nó dội dội sao cô Phúc Hạnh? Nghe cái âm thanh không có được rõ, không biết đạo tràng có nghe như Nhật Quỳnh không quý vị. Nếu mà nghe như Nhật Quỳnh thì nói để cho cô có thể cô chỉnh máy cô lại cho nó rõ ràng hơn một chút. Dạ, em cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Quang Thanh. Máy của cô Phúc Hạnh á, hồi nãy Nhật Quỳnh nghe cô Phúc Hạnh hình như là cái âm nó bị dội dội. Dạ, thôi bây giờ không có một vị nào đưa tay nữa hết, con xin được trả bài. Dạ, mà con trả bài thì Nhật Quỳnh trả bài con kính mong quý ngài. Phải không? Rồi vậy đó. Dạ đúng rồi đó. Quý ngài có ẩn ních thì hoặc đạo tràng thì chỉ cho Nhật Quỳnh sửa. Dạ, tại vì thật sự mình không thể nào mình nói mình đọc trúng được đâu. Bản thân Nhật Quỳnh là cảm thấy như vậy, nên sẵn sàng nghe quý vị sửa. Dạ, nhất là có những vị trưởng lão ẩn ních. Dạ, con xin được đọc và phân tích đó. Tasina yaburat kata bacha barisap ban tisaso waban thito tasma tasinang vino đã về bhikkhu a kan kan tăng viragamattano. Tasina yaburat kata bacha barisap ban tisaso waban thito tasma nasinang vino đã về phikku a kan khăn tăng viragamattano. Dạ, con xin phân tích hai câu đầu. Tá xí hai đoạn âm, na trường âm thông thường, giá rú giá bú hai đoạn âm, rách trường âm nhấn, khá đoạn âm, ta trường âm thông thường, bá đoạn âm, cha trường âm thường, bá rí hai đoạn âm, sắc banh hai trường âm nhấn,
tí xá hai đoạn âm, sơ trường âm thông thường, quá đoạn âm, ban trường âm nhấn, thí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ta xin là Yaburat Kata Bacha Barisap Ban Tisaso Ban Tito. Câu 3 và câu 4. Tát là trường âm nhấn, ma trường âm thông thường. Tá xí hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, nô trường âm thông thường, đá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Khích trường âm nhấn, khú đoạn âm, a trường âm thông thường. Canh khăn hai trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm, ra trường âm thông thường. Gá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Ta mà na si nằng vi nô đa dề phích khu a canh khăn tăng quý ra gá mát ta nô. Dạ không có sao đâu cô, tại vì muốn cho âm thanh cô tốt thôi nên nói thôi chứ không có gì hết. Dạ đạo tràng không có gì hết cô. Câu cứ tự nhiên. Con xin đọc lại nguyên câu 343. Ta xin na ya burat khatta ba cha ba di sap ban ti sa so va ban ti to. Ta ma ta xin nang vi no da ye phik khu a can khan tang vi ra ga mat ta no. Người bị ái buộc ràng vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới, do vậy vị tỷ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ con xin được kệ ạ. Ta sĩ na ya bu rat kha ta ba cha ba ri sap ban ti sa so wa ban thi tô. Tát ma ta si năng vi nô đa dê phịt khu a canh khăn tặng vi ra ga ma ta nô. Ta si na ya bu ra kha ta ba cha ba ri sap ban ti sa so wa ban thi tô. Tát ma ta si năng vi nô đa dê phịt khu a canh khăn tăng vi ra ga ma ta nô. Kẻ bị ái dục buộn ràng thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao. Sa môn không thích khổ lao viễn ly ái dục mở rào như chơi. Và đây là bản hổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ bây giờ là 6 giờ 24 phút rồi theo đồng hồ của con. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, vị nào có hoan hỷ lên chia sẻ ý kiến về cái bài học 434 này, cũng như là từ câu 338 đến 343, tức là 6 câu Phật ngôn kể dài một cái chuyện luân hồi, bởi nghĩ nghe khủng khiếp lắm quý vị. Dạ, vị nào có ý kiến gì xin đưa bàn tay. Dạ, Nguyên Trang với Quang Thanh nè, mấy vị vào sau nè, chắc đâu có nghe được phần duyên sự ngài Trí Đức đọc đâu. Trời ơi, nghe một cuộc đời từ một con gà rồi lên thành công chúa, rồi lên chư thiên, rồi ôi trời ơi, nghe nó khủng khiếp lắm Nguyên Trang ơi. Nghe khủng khiếp. Cái bởi hồi nãy ngài tranh thủ ngài nói cái duyên sự từ 338 đến 343, và khi 343 thì vị này kể lỡ gì còn có mấy phút kể lần hồi trễ giờ là ngài cho ăn cháo lương đó, dài lắm. Kể sơ sơ thôi, nhà sơ thơ thôi, tại vì còn có mấy phút thôi. Thì cái cuộc luân hồi á,
như mình học ở Vinh Kinh nói, mình lên trên 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 cõi trời là ở là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng gì đó, rất là dài dài, thì cuộc đời của cái con heo nái tơ này nè là nó dài. Từ một con gà mà nghe, bởi vì nghĩ lại Nguyên Trang biết không, mình nghĩ lại mình mà được có phước, mình học được những câu pháp cú, nhất là mình đọc được những tiếng Bali, thì phải nói là mình quá có phước luôn. Nhật Quỳnh cứ nghĩ tới cái chuyện mà tại Nhật Quỳnh phát sơ cái câu dương sự ra, quý vị coi. Dạ, phải không Thiện Vũ? Mình quá có phước á, mình gặp được một cái đạo tràng Phật giáo Nam truyền, Ngài Trí Đức dạy cho mình biết đọc Bali. Rồi cái này là bản thân Nhật Quỳnh nha, những vị khác Nhật Quỳnh không dám nói, nhưng mà bản thân Nhật Quỳnh là nhờ cái rơm Phật giáo Nam truyền này, Nhật Quỳnh mới biết đọc Pali. Thì mình đọc Pali rồi, tới hồi mình vào nghe những câu pháp cú, dần dần mình thấy nhiều điều mà mình thật sự luân hồi mình quá dài. Nếu mình không cẩn thận từ lời nói, từ việc làm nhỏ nhỏ từ chút một, thì luân hồi dẫn dắt mình đi không biết tới ngàn trùng nào. Nhật Quỳnh nhớ là Nhật Quỳnh nghe Thượng Tọa Pháp Đăng nói mà Nhật Quỳnh nhớ hoài luôn. Dạ, nhớ hoài có nghĩa là Ngài nói là Đức Phật là tu bốn bao nhiêu, bốn A Tăng Kỳ hả, là coi như là thời gian rất là dài, nhưng Ngài tu rất là dài, nhưng Ngài đã thành Phật. Còn mình thì sao, mình cũng luân hồi chừng đó đó, nhưng mà giờ này đọc một câu kinh, bản thân Nhật Quỳnh đọc chưa xong quý vị, còn té lên rớt xuống hoài luôn. Nên mình nghĩ lại mình rất là khủng khiếp. Dạ, rất là khủng khiếp. Mình như cái câu chuyện này, thì Đức Phật biểu cái vị này nè, cái con heo nái tơ này, rồi nó đã thành con của một vị khá giả, rồi được một vị quan cưới về. Mà khi vị quan cưới về, trong đám cưới cần chỉ cần một vị trưởng lão đã đắc đạo, đã đắc quả A La Hán, nên ngài biết nhìn lại cái cô này tiền thân là một con heo nái tơ, thì ngài nói như vậy, thì vị này nghe và đã sinh chồng Bi Xuất Gia và tu tập thì đạt thành thánh quả A La Hán trước khi ngài nhập diệt. Ngài mới kể lại cuộc đời ngài từ con gà rồi lên nghe kinh thôi, chỉ cần nghe kinh thôi thì đã nghe những câu Pali thôi là biết đây là lời là giáo pháp, nên là chú tâm nghe mà đã thành được là công chúa và trở lui nhiều kiếp, đến cuối cùng kiếp được làm người. Thì chỉ cần nghe một vị trưởng lão nói về cuộc đời của mình mới đây con heo nái tơ thôi, mà bây giờ đã là thành một người phụ nữ đẹp, một người thiếu nữ đẹp, và được quan cưới về để làm vợ. Thì ngài xin đi tu và đã đắc đạo quả, và ngài kể lại ngài đã đắc đạo quả nên ngài nhớ lại nhiều kiếp như vậy, và ngài kể lại cho những người Phật tử nghe trước khi ngài niết bàn. Bởi mình nghĩ cuộc đời mình khủng khiếp. Dạ, dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh thấy còn có một phút nữa thôi. Dạ, bây giờ đạo tràng có vị nào đưa bàn tay lên không? Nhật Quỳnh nhường mít ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Quan Thanh. Và dạ, nếu không có vị nào có ý kiến gì, Nhật, dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được hồi hướng ạ. Dạ, bây giờ không có vị tỳ khưu nào ở trong đạo tràng, thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh lại để mình hồi hướng và phước ngày hôm nay mà mình đã tạo được trong đạo tràng này, trong lúc học pháp. Dạ, quý vị có đồng ý không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, nhà cảm ơn Quỳnh, nhà cảm ơn đạo tràng.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tâm đức pháp thể kinh nang, bầu đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng giao quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô tu. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát. Quý ngài rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Trí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chứng đức quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Dạ, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Dạ, con xin phép được xuống mic để trong ban điều hành chúng con để bài lễ bái Tam Bảo, sau đó chúng con xin phép được khép cửa room. Nam mô Bụt Tha Dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng. Chúc Hoa Nguyệt luôn được an vui ngang.